Xin chào các cô, các bác, anh, các chị. Vâng, đây là thành phẩm của tôi vừa mới hầm xong trong vòng 60 phút. Đó, thành phần vẫn còn lúc đầu mình đã giới thiệu rồi. Gồm có một con gà mái 1 kg, 3 củ sâm, 1 củ thì thái nát cho trong bụng của con gà, cùng với gạo lếp, gạo tẻ, nấm hương, hạt sen, kỳ tử. Đó, long nhãn, đó, long nhãn nữa nha, rất là bổ dưỡng. Bên ngoài thì mình có để 2 củ sâm linh cùng với gà táo đỏ nữa. Đó, đây là thành phẩm của nó, cực kỳ ngon luôn, cực kỳ bổ dưỡng. Món này là món tiến vua, những ông vua chúa của Hàn Quốc, của Trung Quốc họ rất hay ăn món này. Gà tần sâm này được thường sử dụng vào mùa hè để bổ dưỡng, bổ sung chất dưỡng chất cần thiết cho cơ thể khi vào mùa hè nóng lực. Đây là món ăn sử dụng gà nguyên con. Đó, món gà tần sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn nổi tiếng được chế biến từ nhân sâm của Hàn Quốc. Gà làm món này là phải những con gà mái tơ nhé, nhân sâm là phải nhân sâm tươi của Hàn Quốc. Tất cả hài hòa cân bằng tạo lên một món gà hầm sâm vô cùng bổ dưỡng. Hiện nay không chỉ những ngày nắng nóng mà những ngày bình thường người Hàn Quốc cũng thường ăn gà tần sâm để tăng cường thể lực, khí huyết lưu thông và bồi bổ sức khỏe. Gà tần sâm truyền thống trở thành món bổ dưỡng tiếp thêm sinh lực vào mùa hè xứ sở kim chi. Ở những nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc, gà tần sâm còn được dọn cùng với kèm với rượu sâm để thực khách ngâm nghi. Đó. Vâng, em xin cảm ơn các anh, các chị, các cô, các bác. Mọi người nếu có muốn quan tâm đến những clip tiếp theo thì vui lòng đăng ký kênh của bên em Royal Plaza, sức khỏe cho mọi nhà. Hotline bên em là 0961 936 536. Bên em chuyên cung cấp tất cả những sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe cho tất cả mọi người. Xin thành cảm ơn. Xin chào mọi người.